よね。Piéton les gars. Yo. Đây khả năng nhu cầu ăn dứa miền Tây mà còn gọi là quả khóm thì chúng ta có thể lên thuyền nha. Một quả ở đây người ta bán là 20.000 đồng. 20.000 đồng này đã bao gồm 10% thuế VAT, 5% phí phục vụ. Rồi, nếu chúng ta mua 1.000 quả thì chúng ta sẽ được 40% giảm giá. Ok. Who want to try pineapple? Matias, Matias. To get the rice liquid, they use the red bowl liquid. And this is machine. Can I remove that one? Yeah. Rồi, các ai muốn trải nghiệm không ạ? À? Đùa thôi, có đâu đây dân ta thân thiện lắm, không có. Không có. Không có. Không có. I do bicycling. Apkoi? Non, c'est pas ça, non. Thank you.
pavillon de lecture. What is your name? That's all he does. And I'm like, but you speak Spanish.
Prends son numéro. Et j'appelle, tu sais. Et genre, j'appelle un... Japon. Oui, t'as envie. Juste, je pourrais pas faire de photos encore un peu là, j'ai ma mouillée. Et là, mon gars. On est encore allé trop loin comme hier, non? Mec, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui va se casser la gueule.
grec. Polycarb de gaz, put in their car, so they are in the church. Last night. And can I get a water please as well? One water. Always quick. Okay. Hey, vous êtes amené de où? Y'a quoi là? Y'a quoi? Oh, cadeau! Oh putain! Alors, y'a quoi? Y'a une banane? Une banane, une serviette et un petit snack pour le réveil. Tôi là bạn được bỏ một cửa nhưng nó có bỏ ông Thảo rồi thôi ông không kiểu để mua giấy xong rồi. Huge
Hop. Bon. Donc ça c'est Mathias. Ce soir il est chaud. Se mettre à jouer aux petits chevaux ici là, une petite terrasse. Puis ça. Oh là ouais. Dans l'espace. Mec. Это долго.